Xong hết phần dẫn xuất halogen rồi đúng không? Có bài nào cần thầy chữa không? À, bài 5 nha, thầy chữa. À, thầy chữa bài 5. Bài 5 sách giáo khoa. 2 ống nghiệm mỗi ống đựng 1 ml một trong hai chất lỏng ethyl bromua và benzen bromua. Nhà thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3 đun sôi 2 ống nghiệm, thấy ở ống 1 có kết quả vàng nhạt. À, trong đó ở ống 2 không hiện tượng gì. Nhận xét và giải thích hiện tượng trên. Này, cái này hôm qua là thầy chưa dạy các em, bởi vì cái phần này nó là phần nâng cao, nên thầy bổ sung luôn. Thầy bổ sung luôn. Đây, những cái dẫn xuất halogen. Dẫn xuất halogen. Dẫn xuất halogen mà có cái nguyên tử halogen liên kết trực tiếp với vòng carbon, liên kết trực tiếp vòng benzen, liên kết với carbon trong vòng benzen thì rất khó thế các em ạ, rất khó thế, rất khó thế. Có nghĩa là như thế nào? Đây thì ví dụ này chẳng hạn, đây là nguyên tử clo hoặc là brom. Đấy, thì thầy nói chung là nguyên tử halogen X nhá. X này, X có thể là clo hoặc là brom. Thì những nguyên tử, những cái dẫn xuất mà có nguyên tử halogen này liên kết trực tiếp carbon vòng này thì phản ứng thế rất khó. Tức là cái việc cắt đứt liên kết giữa C và X này khó hay dễ nhỉ? Rất khó. Đúng rồi. Vì vậy, muốn nó phản ứng được thì cần phải điều kiện rất là khắc nghiệt. Đấy, điều kiện khắc nghiệt thì phản ứng được. Đấy, suy ra muốn thế được. Phải cần điều kiện khắc nghiệt. Điều kiện khắc nghiệt. Đấy, các em hiểu khắc nghiệt nghĩa là gì không? Nhiệt độ rất cao. Đấy, áp suất rất lớn. Và NaOH không phải là dạng dung dịch mà là phải dạng đặc. Đấy, thầy tổng quát này. X cộng với NaOH thì nó phải đặc chứ không loãng được, đậm đặc. Và điều kiện là nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có nghĩa là vài trăm độ. Chứ điều kiện đun nóng bình thường 100 độ không thua. Áp suất cũng phải rất lớn. Áp suất cũng phải cao. Tức là người ta phải nén ở áp suất vài trăm áp. Rất là cao. Đấy, thì mới phản ứng được. Thế nhưng phản ứng xảy ra như thế nào? Đầu tiên là nguyên tử halogen X này cũng bị đẩy ra. Và X này cũng được thế bằng nhóm OH. Đầu tiên thành cái này đã. Đấy, thành nhóm OH vào đây. Nguyên tử X bị đẩy ra, nhóm OH thế vào. Vậy sản phẩm phụ vẫn là gì đấy? Vẫn là NaX, đúng rồi, vẫn là NaX. Và có cái chất này tạo thành, chất này người ta gọi là phenon em ạ. Người ta gọi là phenon. Đấy. Những cái chất mà có nhóm OH gắn trực tiếp với vòng người ta gọi là phenon. À, tuy nhiên, nếu các em được học ở cái bài phenon ấy thì các em sẽ biết là những cái hợp chất có nhóm OH gắn với vòng thì nó còn phản ứng được với NaOH nữa. Đấy, cái này nó còn thể phản ứng được tiếp với NaOH. Thì đây, cái H này nó sẽ bị cắt ra các em ạ. Kết hợp với cái OH này thì tạo thành gì nhỉ? H2O. Đấy. Cái nhóm OH của vòng benzen thì có thể kết hợp được với H2O. À, kết hợp với OH của bazơ thì thành H2O. Thế sau khi cắt ra thì Na nó thế đúng vào vị trí của nó thôi. Thì tạo thành cái gì đây? Vòng benzen và O gì nhỉ?
NA. Đấy chính là cái sản phẩm cuối các em ạ. Đầu tiên vẫn thế tạo thành nhóm OH, nhưng nhóm OH này nó có phản ứng được với NaOH còn dư nữa. Để tạo thành ONA cộng NaX và nước. Vậy chúng ta thấy rằng nó phản ứng hai lần. Lần thứ nhất là thế cái X ở đây, lần thứ hai là phản ứng với nhóm OH đây. Vậy thì cần mấy NaOH mới đủ? 2. Đấy thế NA NA đây thêm 2 vào đây. Đấy. Đây là lý do mà chúng ta giải thích được cho cái câu 2. Vậy thì áp dụng vào cái câu câu bài 5 sách giáo khoa. Áp dụng vào bài 5. Bài 5 sách giáo khoa. Trang 177. Như thế này. Đầu tiên chúng ta có etimengen. Etimengen là C2H5Br. C2H5Br là etimengen. Nói etin bromua và bromengen là C6H5Br. Đó. Rồi, nếu như chúng ta đun sôi thì nó có thể phản ứng với nước em ạ. Đấy, cái này nó đun sôi có thể phản ứng với nước để tạo thành C2H5OH cộng với HBr. Thế các em có hiểu về sao thành C2H5OH không? Bởi vì nước chính là gì đây? H và OH thì đứt cái này ra, xong rồi nhóm H nhảy vào thế cho cái gì nhỉ? Thế cho cái Br. Xong cái Br nhảy ra kết hợp với H thì thành gì? HBr. Đấy. Có nghĩa là cái C2H5 ấy, Br ấy nó có thể thế khá dễ dàng. Có thể phản ứng với NaOH cũng được và phản ứng với nước cái gì? Cũng được. Không nhất thiết ta phải NaOH. NaOH thì càng tốt hơn. Nghe thế dễ dàng. Thế dễ dàng. Thế còn cái này có phản ứng không? Cái này nó có phản ứng không em? Đúng rồi, nó cần phải gì đây? Nhiệt độ cao, áp suất cao và phải NaOH đậm đặc cơ. Chứ còn nếu mà đun nóng với nước thường thì có được không? Không, bởi vì như thế rất khó, vậy không phản ứng. Thế sau khi cái HBr là cái sản phẩm phụ tạo thành mà người ta cho thêm cái AgNO3 vào. Đúng rồi, khi thử với AgNO3 thì nó có phản ứng AgNO3 cộng với cái gì nhỉ? Cộng HBr tạo thành cái gì? AgBr kết tủa vàng. Cộng với HNO3. Vậy thì chỉ có ống nghiệm nào mới xuất hiện cái tủa vàng này thôi. Ống nghiệm chứa etin bromua này thôi. Đấy, thế còn cái này không có. Không sinh ra HBr. Nên suy ra là có tạo cái tủa vàng không? Không tạo cái tủa vàng. Đấy, không có cái tủa. Cái này có cái này sinh ra suy ra có gì nhỉ? Còn có cái tủa. Từ đó ta suy ra vậy chỉ có ống nghiệm tạo ống nghiệm chứa C2H5Br có cái tủa vàng. Đây cũng chính là dấu hiệu để các em làm gì nhỉ? Nhận biết. Đấy, chính là để giống như nhận biết đấy. Anh có thể tóm gọn lại thành sơ đồ như này. Tóm tắt thành sơ đồ cũng được. Tóm tắt là C2H5Br và C6H5Br. Bước 1, giai đoạn 1 là ta đun nóng. Giai đoạn 2 là ta cho thêm AgNO3. Thì có hai nhánh, một nhánh là có cái tủa vàng. Thì là chất gì? Đúng rồi. Một nhánh là không kết tủa vàng. Chính là đúng rồi. Thế các em đã hiểu cái bài này chưa? Đấy, bài này là nó có một cái kiến thức nâng cao ở cái chỗ này. Thế là chúng ta xong bài số 5 hôm trước. Này thầy giảng tiếp. Giảng tiếp sang bài mới.